dòng sông vẫn dùng. Ấy mà có lúc dòng sông lại trở nên trong xanh, cũng là dòng sông, vậy mà có lúc lại trở nên cuồn cuộn đầy lốc xoáy. Và có những lúc dòng sông lại trở nên yên bình với ánh trăng vàng soi chiếu thẳng lặng trên dòng sông. Và cuộc đời của con người chúng ta cũng thế. Vì vậy, xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng hãy mở lòng mình ra và để đón nhận một chương trình cực kỳ đầu tư ý nghĩa sâu lắng, cây nhà lá chùa. Chúng ta có những chuyến đi mai này là kỷ niệm.